Chào mừng mọi người đến với EMOM Training. EMOM có nghĩa là Every Minute on the Minute. Chúng ta sẽ có 1 phút để thực hiện 2 động tác. Mỗi động tác mình sẽ ghi cái số lần ở góc bên trái màn hình và các bạn hãy làm cho đúng cái số lần đó. Nào, jump squat 20 lần. Hạ mông xuống thấp hơn đầu gối mở ra ngoài. Hít vào và thở ra đều đặn. Các bạn phải làm thật nhanh và đúng kỹ thuật. Bạn nào làm xong rồi thì đổi sang Hopper P 10 lần luôn. Chúng ta sẽ thực hiện 20 lần động tác A, rồi đến 10 lần động tác B, làm liên tiếp và nhanh hết sức có thể. Bởi vì cái bài tập này mỗi vòng nó sẽ là 1 phút. Và các bạn làm xong động tác thì các bạn sẽ được nghỉ cho đến khi mà hết 1 phút và đổi sang 1 phút tiếp theo. Chứ không phải là chúng ta tập liên tục trong 1 phút. Nếu các bạn làm chậm thì các bạn sẽ phải tập liên tục trong 1 phút. Đó, mình làm xong rồi, mình có 10 giây để nghỉ này. Lặp lại vòng số 2. Mỗi động tác thì sẽ lặp lại tận 6 vòng lận. Và mục tiêu của bài tập này là các bạn phải tập thật nhanh để cái thời gian nghỉ của các bạn nó được dài và lâu. Như thế nó sẽ giống như là tập HIIT ý. Còn nếu mà bạn nào mà tập không theo được, tập chậm lại thì nó sẽ kiểu giống list hơn. Nên mình phải cố gắng đẩy cái mục tiêu của mình là nhanh hết sức có thể rồi nghỉ. Yes, mình sắp xong rồi. Done! Vòng này mình làm nhanh hơn vòng trước. Mình có tận 19 giây nghỉ. Các bạn hãy so sánh cái tốc độ giữa mỗi vòng nhé. Và cố gắng tăng tốc độ lên sau mỗi vòng. Vòng 3. Nào, bật nhảy và jump squat. Khi jump squat, mông phải hạ xuống thấp hơn đầu gối. Đầu gối mở ra ngoài. Và hãy giữ cho lưng các bạn thẳng. Các bạn hạ mông xuống theo chiều thẳng của trái đất ấy, chứ không phải là mình cúi người về trước. Thẳng lưng lên nha các bạn. 20 lần thật nhanh. Lần này mình còn 18 giây. Các bạn thì sao? Lát nữa hãy comment cho mình xem là các bạn còn bao nhiêu giây sau mỗi vòng nhé. Với Hopper P chúng ta bật nhảy về bằng gót chân, dồn trọng tâm vào gót chân rồi nâng tay lên. Các bạn nhìn thấy lưng và cột sống của mình không? Hãy giữ cho cột sống của chúng ta tạo thành một đường thẳng. Vươn vai mở ngược ra, đẩy vai ra xa khỏi tai, khóa khớp vai lại giống như mà mọi khi mình vẫn hướng dẫn các động tác tập vai đó. Xong, còn 19 giây. Yes, mọi người xong chưa? Cố gắng làm nhanh lên nào. Nếu bạn nào mệt quá các bạn có thể tự giảm cái số lần xuống, ví dụ là 15 cái jump squat thôi và 8 cái burpee cũng được. Tiếp tục với vòng 5. Hãy cố gắng hết sức của bản thân mình. Đến đoạn này là thở hồng hộc rồi. Mọi người phải làm nhanh lên. Nó sẽ đốt calo rất nhiều. EMOM training là một cái phương pháp tập mà mình rất thích. Bởi vì nó tập theo sức của chính mình. Không cần phải tập theo ai cả. Mình chỉ cần làm nhanh hết sức của mình. Và sau đó mình đứng thở như chó luôn. Try hard nha mọi người ơi.
vòng cuối cùng. Tiếp tục mọi người, không bỏ cuộc giữa chừng. Tập càng mệt thì nó sẽ càng đem lại kết quả. Tim các bạn đập mạnh thì các bạn sẽ có một trái tim khỏe mạnh hơn. Đừng dừng lại giữa chừng, mình hãy làm quen với cả việc không bỏ cuộc. Trong tập luyện thì chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc và bền bỉ hơn trong cuộc sống. Cố gắng lên, hít sâu và thở đều, không dừng lại, không dừng lại. Bật nhảy về sau burpee nào. Tiếp tục. Chuẩn bị cho chuỗi động tác số 2. Các bạn hãy nhìn sang góc bên phải của màn hình. Động tác ở phía trên là burpees, mình sẽ thực hiện 10 lần. Tiếp theo là push up, ở phía dưới là 10 lần. Push up các bạn có thể lựa chọn hạ đầu gối. Nếu bạn nào tập lâu rồi thì hãy làm tư thế nâng cao là duỗi thẳng chân nhé. Sẵn sàng chưa? Với burpee, khi chúng ta tiếp đất, hãy dồn trọng tâm vào gót chân của mình. Đừng có bấm về phía mũi chân thì các bạn sẽ dễ bị đau khớp gối. Bật nhảy lên, tiếp đất thật nhẹ nhàng. Bật về đằng sau, giữ lưng tạo thành một đường thẳng. 10 lần không hề khó, rất là đơn giản. Mình chuyển qua làm push up đây, mọi người xong chưa? Push up thì hai tay sẽ mở rộng bằng mép thảm. Các bạn có thể lựa chọn hạ đầu gối hoặc là duỗi thẳng chân. Mở ngực ra, khỉu tay ép về phía góc nhà đằng sau. Ngực hạ xuống ở giữa hai lòng bàn tay. Xuống hít vào, thở ra. Làm hết biên độ của động tác, có nghĩa là ngực phải chạm xuống gần với mặt thảm. Và các bạn làm nhanh hết sức có thể của mình. Nếu mà các bạn làm nhanh, các bạn sẽ thấy cái cơ bụng các bạn phải gồng cứng. Ui xong rồi, còn mỗi 5 giây. Nếu vòng này mình làm nhanh hơn thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nghỉ hơn, nên các bạn hãy cố gắng làm nhanh hơn nhé. Nhưng mà đây là tốc độ nhanh nhất của mình rồi các bạn ạ. Tại vì là lúc mà chống đẩy ấy, mình muốn phải chống sâu hết biên độ, ngực phải xuống sát mặt thảm, nên thành ra là đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Mình cảm thấy như là kiểu cái cơ bụng của mình ấy, nó cứng lại tắc thở luôn rồi ấy. Tiếp tục vòng 3, không bỏ cuộc. Dù các bạn có mệt đến mấy thì các bạn hãy cứ tập, bởi vì mệt nó chỉ là do suy nghĩ của mình thôi. Chúng mình nghĩ rằng là ôi dồi mệt quá thì chúng mình sẽ cảm thấy rất là mệt. Nhưng nếu chúng mình nghĩ là mình làm được, mình cứ đều đặn mà làm thôi, cố lên mày ơi, thì chúng mình sẽ vượt qua được. Cứ đều đặn và bền bỉ nhá. Vòng 5, mọi người có sống không? Tiếp tục đi mọi người, không bỏ cuộc giữa chừng. Hít vào và thở ra đều đặn. Cơ thể của chúng ta sẽ biết ơn của chúng ta sau này. Bật nhảy cao lên, đừng dừng lại giữa chừng. We'll be right back.
Xin lỗi các chế nhưng đây mới là vòng 5. Hít vào thở ra, tiếp tục thôi, cứ làm thôi, đừng có dừng lại giữa chừng nhá. Nếu ai mệt quá có thể đổi thành half burpee. Half burpee có nghĩa là mình không bật nhảy lên drum squat á. Nhớ là dù có mệt đến mấy vẫn phải làm đúng kỹ thuật, phải gồng cứng cơ thể lên, cứng người lên như một cỗ máy ấy thì tập nó mới có tác dụng. Còn mệt quá xong rồi là nhảy như con cung quăng ấy thì nó sẽ không có cái tác dụng gì cả và làm ảnh hưởng đến cơ thể và khớp gối của mình. Siết chặt cứng cơ thể lại nào. Come on. Vòng cuối cùng. Mình biết là các bạn không bỏ cuộc mà, mình biết là các bạn sẽ làm hết mà. Bởi vì là ai mà đã tập theo Hana rồi thì sẽ đều có một cái phong cách tập luyện giống mình và giống nhau. Đấy là chúng mình không bỏ cuộc giữa chừng. Thực ra thì Hana không phải là người khỏe mạnh gì cả, khỏe hơn so với những người không tập thôi. Chứ còn trong dàn huấn luyện viên á, sức Na là yếu hơn người khác. Bởi vì là cơ địa của Na nhỏ, còi, nhưng mà Na cố gắng. Mình cố gắng thì mình sẽ vượt qua. Mình khỏe hơn so với chính mình và mình sẽ cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Rồi, nghỉ 25 giây. Nhìn góc bên phải của màn hình để nhận diện hai động tác tiếp theo nhá. Lát nữa tập cho tốt. Động tác 1 là tư thế lunge. Bình thường làm lunge ấy thì các bạn sẽ làm nhịp chậm, nhưng mà ở bài tập này các bạn phải làm nhanh như là trong cái hình trên này này. Rồi sau đó động tác số 2 là bước từ lunge vào squat, ngồi sâu xuống, mông phải thấp hơn đầu gối nha. Lunge thực hiện 20 lần. 2 3 4, 5, nhanh nữa lên mọi người ơi. Hạ đầu gối sau xuống sát mặt đất, sát thảm luôn. Siết chặt cơ bụng lại, giữ cho người tạo thành một đường thẳng. Đầu gối trước không vượt quá mũi chân, và gót chân sau phải hướng thẳng lên trần nhà. Sau khi thực hiện 20 cái rồi thì các bạn bước vào lunge to squat là 15 lần nhá, 15 lần. Lunge rồi đưa ra squat thì mới tính là một lần. Đây là lần thứ 2 này. Lần thứ 3 này. Động tác này khá là lâu ấy, nên là để thực hiện được hết mà nhanh mà được nghỉ dài thì hơi bị khó luôn. Hãy cố gắng nào. Ok, vòng số 2, các bạn đổi chân nhá. Thế là động tác này nó dài quá, mình không được nghỉ một giây nào luôn, phải tập liên tiếp. Các bạn thì sao? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết là động tác lăng này các bạn được nghỉ mấy giây nhá. Chúng ta sẽ đổi chân và với động tác này thì mình sẽ làm 4 vòng thôi.
Yes, vòng tập cuối cùng. Nhấp nào, nhấp nào. Để tập lăng mà cảm nhận được vào cơ mông lớn thì các bạn phải hơi cong mông về phía đằng sau. Có hai cách tập lăng. Nếu các bạn muốn vào cơ đùi trước thì các bạn giữ cho cái cột sống nó thẳng tắp. Nhưng mà ai chẳng muốn mông to, ai chẳng muốn tập vào cơ mông lớn, nên các bạn hơi cong mông về đằng sau một tí. Cái chân bên này không hiểu sao mình làm được nhanh hơn cái chân bên kia các bạn ạ. Mình bật như một con tôm tít luôn. Các bạn bật nhanh lên nhá. Set động tác số 3, thực hiện Gronier 20 lần, đó, cái động tác bật nhảy ở trên đấy. Còn động tác ở dưới này là tricep to push up. Push up có hai dạng chống đẩy, một là chống đẩy tay hẹp, khỉu tay chạm vào eo thì nó vào bắp tay sau. Còn mở tay xa ngoài mép thảm, khỉu tay hướng ra ngoài góc nhà thì nó vào cơ ngực. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp đất bằng gót chân nha. Các bạn phải nâng mũi chân lên cho mình. Và các bạn nâng cái chân lên, đặt cái chân vào sát cái tay ấy. Đó. Đổi động tác tricep to push up này. Đầu tiên là hai tay hẹp, khỉu tay chạm vào eo. Rồi sau đó mở tay ra ngoài, chống xuống. Rồi lại thu khỉu tay lại thẳng dưới eo, chống xuống. Mở tay ra ngoài mép thảm, ngực sát đất. Rồi đúng rồi. Hít vào, thở ra, đều đặn nha. Khi các bạn tập động tác này phải hạ mông xuống cho người tạo thành một đường thẳng. Và cảm nhận là cái vai của mình, khớp vai của mình nó phải khóa lại. Có nghĩa là khi mà tricep push up không được nhô cái vai lên, phải ấn cái vai xuống, đẩy vai ra xa khỏi tai. Thực hiện 10 lần, xong. Được nghỉ một tí, chuẩn bị vòng thứ 2. Vòng số 2 mọi người hãy tự đếm nhé. 20 lần Gronier, sau đó làm 10 lần tricep to push up. Cái tricep to push up thì một lần tay hẹp, một lần tay rộng mới tính là một lần nha. Vòng số 3, mọi người hãy cố gắng đẩy nhanh tốc độ của cái vòng này lên để chúng ta được nghỉ nhiều hơn. Động tác chống đẩy ấy, làm nhanh thì sẽ sử dụng cơ bụng nhiều hơn, nó sẽ đốt nhiều calo hơn.
đến vòng số 5 này là bắt đầu cảm thấy bắp tay của mình nó cháy hết dần lên rồi đúng không? Khi bật nhảy ấy, hãy sử dụng cơ bụng của mình để giữ cho cái người thật là cứng. Lúc nào cũng gồng cứng cả cái cơ thể lên. Tập thể dục như vậy thì nó mới an toàn, đặc biệt là những cái động tác mà cứ bật như vậy. Nào, bây giờ chuyển qua chống đẩy. Mọi người chống đẩy đi. Ai, bắt đầu nóng hết cả tay lên rồi đấy. Xuống hít vào, lên thở ra. Siết chặt cơ bụng lại. Mình phải cố gắng làm nhanh lên. Làm nhanh lên, không phải là bài tập cơ thông thường đâu. Mình đang tập cardio kết hợp với cơ. Mình phải làm nhanh nữa lên nào. Làm kịp không? Kịp hay không kịp comment phía dưới cho mình biết nhé. Mọi người có enjoy cái phương pháp tập luyện này không? Vòng tiếp theo là chúng mình sẽ có động tác burpee to push up. Burpee kết hợp với chống đẩy làm 7 lần, sau đó làm jump squat 20 lần. Sắp hết rồi, đây là set động tác cuối cùng rồi. Cố lên. Động tác này làm 7 lần. Khi chống đẩy xuống, các bạn cố gắng hạ ngược xuống sát mặt đất. Mình biết là mình chống đẩy nhiều nên đoạn này nó rất là mỏi rồi, nhưng mà mình phải cố gắng. Các bạn cũng có thể hạ đầu gối xuống để tập cho nó dễ dàng hơn. Hoặc các bạn có thể chống đẩy kiểu desktop push-up ấy, có nghĩa là đặt cả người lên trên mặt đất xong rồi chống lên. Tùy nhá. 7 lần thôi. Thực ra lúc đầu mình set là 10 lần, xong rồi mình tập mình tính là 10 lần chắc không kịp thời gian đâu các bạn. Các bạn mà làm nhanh được hơn mình thì tốt. Jump squat 20 cái rồi này, các bạn đổi sang jump squat chưa? Nếu mà các bạn chưa làm hết 7 lần thì các bạn phải làm hết 7 lần đấy rồi hãng chuyển sang jump squat nhá. Mình phải tập theo cái số lần của bản thân mình, theo nhịp của bản thân mình chứ đừng làm theo nhịp của mình nhá. Vòng 2. Mình vẫn ở bên cạnh các bạn và đang tập cùng các bạn đây. Còn mọi người thì sao? Mọi người thì còn ở bên cạnh cái màn hình không? Quay trở lại đi. Đây là những cái giây phút cuối cùng của bài tập này rồi. Động tác này là động tác mệt nhưng mà nó sẽ đem lại hiệu quả vào tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của mình luôn. Gồng siết cơ bụng lại. Mọi người có cảm nhận được cái cơ bụng của mình á, nó gồng rất là chặt, gần như là mình tắc thở khi mình chống đẩy không? Và chúng ta gọi đấy là dặn. Dặn có nghĩa là mình gồng cứng cái phần cơ bụng lên để mình tập. Những cái bài tập mà phải gồng cơ bụng thì nó cực hiệu quả luôn. Chuyển sang jump squat nào. Cố gắng làm nhanh hơn để có nhiều thời gian nghỉ hơn nhá. Bạn hãy được nghỉ 7 giây này. Cố lên mọi người ơi, đừng bỏ cuộc. Đến đoạn jump squat này á,
khi mà mệt rồi mọi người hay có xu hướng bị ngả người về trước, hãy giữ thẳng lưng lên, hạ mông xuống sâu hơn và thẳng lưng lên nhiều hơn để bảo vệ phần thắt lưng khi jump squat. Rất nhiều bạn tập jump squat bị đau khớp gối và đau phần thắt lưng. Đừng để chấn thương làm hại đến cơ thể của mình. Thẳng lưng lên hoặc các bạn có thể chuyển sang làm squat thông thường. Vòng 4, những con người bền bỉ của tôi đâu rồi? Quay lại đây, quay lại đây. Mọi người tiếp tục nào, 7 cái burpees. Đừng dừng lại. Mình cứ nghĩ là mình không dừng lại, mình cứ làm tiếp thôi. Tiếp tục đi mọi người, kể cả mình không làm được thì mình cũng làm. Mình cũng làm, mình cũng ấn mạnh tay xuống và mình đẩy người lên. Yes. Mình xong, các bạn xong chưa? Các bạn còn mấy giây? Nếu chưa làm hết thì làm tiếp đi nhá. Và chuyển qua round 4, à round 5, vòng 5. Còn 2 vòng nữa thôi. Đây là vòng cuối cùng và cũng là những giây phút cuối cùng của bài tập này. Một phút cuối cùng của bài tập để các bạn nhìn thấy chữ tôi thật đỉnh, bạn thật đỉnh, bạn thật đỉnh. Bạn ơi, bạn có đỉnh thật không nào? Bạn hãy vượt qua chính mình và vượt đến những giây phút cuối cùng của bài tập để chạm vào sự chiến thắng nhá. Chiến thắng này không phải chiến thắng ai khác mà là chiến thắng chính bản thân mình. Mỗi ngày mình giỏi hơn hôm qua một chút thì mình sẽ rất là nhanh chóng tiến bộ. Xong chưa? Mình xong rồi. Bài tập ngày hôm nay chỉ có 30 phút thôi nhưng mình đánh giá là một trong những bài khá là mệt, gần như là mệt hơn cả tập HIIT. Từ hồi phát hiện ra cái kiểu EMOM training này mình rất là thích. EMOM này có thể áp dụng được cả vào những cái bài tập strength. Khi mà chúng ta tập từng ấy động tác và làm nhanh hết sức, tập với tạ nặng ấy, trong một phút tập nặng cực luôn mà cảm thấy kiểu nó rất là thú vị. Vì mình tự vượt qua chính mình sau mỗi vòng ấy. Vì Na lúc nào cũng đặt ra một cái target cho bản thân là vòng trước mà mình làm nhanh, mình được nghỉ 7 phút thì vòng sau mình cố gắng được nghỉ 8 phút. Kiểu như thế, nó hay. Cảm ơn mọi người đã tham gia bài tập này với mình. Hãy giãn cơ thật là kỹ. Sau khi tập ngày hôm nay thì mình sẽ mở thêm phần háng, tại vì hôm nay nhảy nhiều quá. Mọi người làm giống mình nha. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tập sau. Cố gắng tập đều đặn theo lịch hàng tháng của Na nhé. Understanding that requires no translation.